Nghe tôi nghĩ nha, đừng có nói nha. Tôi nghĩ là con chờ cái hay nha. Nghe chưa? Bên đây ăn ngon lắm. Gà thịt dai mà. Xin chào cả nhà. Bây giờ đây là mình ăn cơm trưa. Cả nhà có khỏe không? Cùng ăn chung với gia đình mình. Đây là bữa nay mình ăn đơn giản. Mình ăn đáng dương. Đây là canh ổ qua vào thịt. Đây canh mướp. Đây cả nhà thấy không? Canh mướp. Đây cá khô. Cá khô nha. Đây là rau muống luộc, cả nhà cùng ăn với mình cho vui. Đây cả nhà thấy không, hầu mình qua bên Đức ấy, hầu mình qua bên Đức ấy, thì con là nó chăm sóc quá kỹ, ăn đủ món giống rất nhiều mà dưỡng cả cho hết. Nên bây giờ mình về đây á thì mình cũng ăn theo cái tiêu chuẩn của mình. Bên Đức là nó mua đủ loại đồ ăn hết, thành rỡ rồi con gái ra thì tự là ngày nào cũng đi chợ thay đồ ăn liên tục từ từ. Còn mà mình ăn không hết đầu còn cái cây lên là thưa thiệt cái cả nhà mình chứ cái cây là mới nó mua cả đống cả tiền rồi bắt đầu giờ bỏ lên bỏ xuống thư lên xuống liền. Còn mình về Việt Nam mình quay cái về Việt Nam thì mình ăn rất là đơn giản, mà lâu lâu á là mình mua được đầm cái cây cứ cái cây ấy. Giờ cả nhà cùng ăn là khoảng 3 phút 10 phút là hết tại con cháu quá đông. Cho nên lâu 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 mình mua, chứ không phải ngày nào mình cũng mua, là 7 ngày, 8 ngày là mình mua một tí. Là nhà cả nhà ăn hết một lần luôn. Cho nên là nó cũng phải là như bên Đức. Còn bên Đức thì quá nhiều đồ ăn, cái cây ăn hết. Rồi là bây giờ đây là mình ăn dài thâu cả nhà, bây giờ mình ăn đơn giản thâu. Giờ mời cả nhà cùng ăn với mình. Ăn cơm nè con. Đây có bài rồi đâu. Vừa nãy bà nấu hả? Trời ai vô nấu, đầu mưa gió, hay đâu giờ nấu. Sao không đợi con nấu, con đi học gì đâu nấu không chứ. Chờ con học giờ 10 giờ đâu còn chờ. Già rồi mà nấu rồi, trúng tay không được ha. Già vậy, già rồi thương làm vận động chừng nào là tốt chừng mấy.
chứ còn mình ăn mình nằm lên nằm xuống là không được. Đây cả nhà, bỏ qua đây, bỏ qua bên đây ra quá rẻ cả nhà đây này, bỏ qua vào thì rẻ lắm. Có đây nhiều hết, nhiều đây cần ăn buổi chiều nữa mà có 20.000 thôi, có 15.000 một ký đô qua, đừng có đi chợ. Mình vừa Việt Nam đây nó thắng với cả nhà mình cho đựng cười chứ. Mình vừa Việt Nam đây là tàn mà mình đi người rừng người rú, mình thấy rau hay có là nhiều hơn là đi chợ. Đi chợ 5-6 ngày đi chợ có ngày thâu, giờ do cái chú tiêu của mình. Ít ra thì mình mua ít, mình nhiều mà một tuần đi một lần, đang ăn rau rừng. Đi để mang về ăn đi giả lá chắn rồi đi thấy rau rừng, rau muống, rồi rau dền, rau đá, rồi dừa luộc, cắm mắm. Vậy cũng qua ngày đoạn tháng thôi cả nhà. Mình ở Việt Nam mình là giải thao quơ, mình là có nhiều giải thao. Thôi mời cả nhà ăn cùng với mình đi. Bữa nay có con rùi, rùi con nào. Núi nha. Tàu này có rùi đây. Cái mưa rùi. Tàu mưa đó con ạ. Nhưng mà nhiều cái gì đó giờ mình già rồi mà ăn đây bao nhiêu mà chủ yếu là đi rừng để gỏi nói cô khai cô chuối là hai cái bọc chuối là phải đi năm để cho con cháu nó ăn chuột canh ngon á. Hôm qua thì còn ấy là cái hộp còn không ngon. Mình kiếm không ngon. Đây là mình thêm cái nặng quá nên mình đi mua con mấy cái nặng giờ mình đưa mình ăn. Đây là muốn mình đi hái cà gà. Bây giờ mình đặt cái đọt, mình cầm trộn đúa, ăn. Tại cả nhà lúc sau, mình già rồi nốt nó được cái mất. Không nhớ không quên, cả nhà thông cảm cho mình, chứ không phải là mình biết sao nói vậy, mình đầu óc mình nhớ có nhiều lúc nói nào nhớ ngã, cho nên cả nhà thông cảm cho mình. Bà già đây là về Việt Nam là kêu cứ lung tung để hát, hát hò là đủ chuyện, cho nên thua cho qua ngày đến tháng.